Vỗ tay từng người một. Vỗ tay từng người nhà một. Đúng rồi, ai ủng hộ đội nào thì sẽ vỗ tay cho đội đấy. Thằng này. Nhá, bây giờ em sẽ bắt đầu từ gia đình số 5 trước. Không, số 1 đâu. Bây giờ ai ủng hộ cho gia đình số 5 vỗ tay nào.